Chào cả nhà thân yêu. Hôm nay mình đến làng Hoa Phú Quốc, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Bước vào cổng chính của làng Hoa, trước mắt chúng ta sẽ bắt gặp lá cờ Tổ quốc với hai sắc màu rực rỡ, máu đỏ da vàng. Vâng, địa chỉ khu du lịch sinh thái này thì ở tổ 4, ấp cây Thông Trong, xã Cửa Dương, cách trung tâm thành phố khoảng 8 km về hướng đông bắc. Những ngày cuối năm ở đây, công nhân cũng rất là bận rộn để hoàn thiện những phần phát sinh còn lại. YouTube, gắn gắn bấm kênh Phú Quốc Net ủng hộ giờ xem với. Rồi, ok luôn. Cái đường dây này có hoa màu hồng rất to. Làng hoa này không chỉ phục vụ vui chơi trong những ngày Tết mà phục vụ khách du lịch cả 4 mùa trong năm. Vâng, đây là hình ảnh biểu tượng về 4 mùa trong năm cả nhà. Ở đây có diện tích rộng rất là khủng luôn nha, nhìn hết cả tầm mắt. Chỉ mới xây dựng ở giai đoạn 1 nên chưa có công bố chính thức về tổng diện tích. Về định hướng phát triển của làng hoa này thì có 3 chủ đề chính. Một là ngắm hoa và cây cảnh sinh thái. Hai là vườn rau, củ quả, hữu cơ. Ba là ẩm thực. Còn về phần vườn rau, ao cá mẫu thì sẽ được phục vụ cho thực khách tại chỗ nha. Này là kỳ lân chứ không phải là biểu tượng của năm Nhâm Dần nha. Chúng ta sẽ đi thêm một đoạn nữa sẽ bắt gặp biểu tượng của năm Nhâm Dần 2022. Trong bộ tứ phong thủy thì kỳ lân là một biểu tượng rất là cao quý, mang lại sự giàu sang và tài lộc cho mọi người. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây được xây dựng một căn nhà dành cho ẩm thực bằng vật liệu nhẹ, với chiều dài lên đến là 400 m, và cũng là một căn nhà liền nhau dài nhất ở Phú Quốc nha. Vâng, đây là biểu tượng của năm Nhâm Dần 2022 đây cả nhà. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua video. Bước sang năm mới, kính chúc đại gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.